Ủa, lấy giờ tôi mê man luôn hả? Hàng chế rượu mà tôi kiếm quá trời luôn. Hôm qua có phát biểu gì trước trận đấu ngày mai không anh Hòa? Có luôn hả? Đang lo lắng về cái vấn đề cho nhân sự của ngày mai. Anh để đi hỏi đi. Đội bạn khi mà chưa đá thì đội bạn đã có một cái phát biểu gọi là gây sốc. Phải là làm cho mình cũng cảm thấy hoang mang đúng không ạ? Áp lực. Chứ không phải là hoang mang. Cũng chỉ là một game thôi, cũng chẳng có là cái gì hết trơn. Không biết là anh đã có cái sự chuẩn bị cho ngày mai chưa anh ha? Sự chuẩn bị cũng đã có sẵn trong đầu rồi, đội hình cũng đã sắp sẵn hết trong đầu rồi. Nhưng mà cũng vẫn còn lo lắng về vấn đề về hàng thủ. Lo lắng về hàng thủ. Có vài cầu thủ bị chấn thương, vẫn chưa có lành lặn hẳn. Rồi đây là một điều mà bức xúc nhất, lo lắng nhất. Rồi xin cảm ơn anh đã buổi họp báo đến đây gọi là kết thúc. Đó. Cho lên TV luôn mà. Chăm sóc đồng đội vậy thôi mà. Muốn gì đó anh. Tạo tôi quay cho nước này. Cho nó em. Cái bầu cũng dấn đồ. Đây đội trưởng.